tình cảm. Thì cũng trong cái tâm tình đó, thì ngày hôm nay tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay cùng chúng tôi, trước hết là thưởng thức một chương trình ca nhạc rất là đặc sắc với hai danh ca về đây để trình diễn, và sau đó là quý vị cùng chúng tôi góp một bàn tay nho nhỏ vào cái công việc làm từ thiện. Vì Thanh Hằng tin chắc rằng dưới đây rất nhiều tấm lòng vàng. Và để không mất thời gian, chúng tôi xin được chân thành giới thiệu đến quý vị và các bạn Hội trưởng của Hội Vina HF Việt Nam Humanitarian Foundation, anh Khiết. Dạ, kính chào quý vị. Chủ tịch ban tổ chức cho phép ra đây nói khoảng 2 phút. Để thứ nhất là đón mừng quý vị đã đến đây ủng hộ cho Vina HF. Lúc này, cùng giờ lúc này, casino với lực lượng hùng hậu của họ, họ có một đội ngũ ca sĩ rất là hay, quyến rũ mọi người tới casino để vui chơi trong ngày lễ. Nhưng quý vị đã không đến casino, quý vị đã đến đây vui với Vina HF, quý vị đã đến đây vui với niềm vui giúp những người kém may mắn, bất hạnh. Tiếng Anh có câu là count your blessings. Nhưng mà sự hiện diện của quý vị ở đây không những count your blessings, nhưng mà quý vị đã share your blessings. Và đó cũng chính là mục đích của cuộc gây quỹ hôm nay, và cũng như là cốt lõi của chương trình hoạt động của Vina HF 15 năm qua. Quý vị không đến đây để mà nghe kể chuyện 15 năm qua Vina HF đã làm gì. Mặc dù chúng tôi đã nhìn dưới sân khấu có những khuôn mặt rất thân thương, những người đã đồng hành với Vina HF từ khi chúng tôi chưa có tên tuổi, và quý vị tiếp tục ủng hộ cho đến hôm nay Vina HF có mạng lưới thiện nguyện tất cả ở Việt Nam, từ Nam tới Bắc, không hành tất cả, nhưng hầu hết những cái vùng nghèo nhất ở Việt Nam, từ Kiên Giang, Tây Nguyên ra tới Hà Tĩnh. Thì thôi, chúng tôi không muốn dành nhiều hơn thời gian quý vị, vì những ai chưa biết về Vina HF thì quý vị đã có một cơ hội để xem các hình ảnh và sau đó là các video. Nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ trở lại nói chuyện tí xíu nữa, nhưng mà bây giờ xin ngắn gọn, chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn sự lựa chọn của quý vị đã đến đây để ủng hộ cho Vina HF. Và cũng như ngoại cuộc gây quỹ khác, chúng tôi là những người có tấm lòng, có nhiệt huyết, nhưng mà tất nhiên thiếu rất nhiều kiến thức để tổ chức một cuộc dạ vũ như thế này. Do đó, nếu có những sai sót, chúng tôi xin quý vị thậm tình, chân tình, tha thứ như quý vị đã từng bỏ qua trong rất nhiều cuộc gây quỹ trong suốt 15 năm qua của Vina HF. Chúng tôi xin nhường lời lại cho MC Thanh Hằng và Thái Hoàng, là hai người đã cùng ban tổ chức hoạt động rất là tích cực trong mấy tháng qua, và những người xem như nằm cốt để chúng ta có được buổi văn nghệ và vũ hôm nay. Thì tôi xin nhường lại cho Thanh Hằng và Thái Hoàng. Dạ, xin cảm ơn anh Khiết. Thường thường mấy ông chủ tịch thích nói lắm, mà anh Khiết keep it simple and sweet under 2 minutes. I'm impressed. Tâm năm trong cõi người ta, Khiết mà nói ngắn là điều tự nhiên. Rồi, khó hơn nữa. Anh khổ là em không có đáp được nữa nha. Quý vị ơi, đêm hôm nay sẽ có rất là nhiều điều ngạc nhiên và những điều thú vị sẽ liên tục diễn ra. Và Thái Hoàng rất là thích cái tính của nữ ca sĩ này, cái cá tính cũng như là một cái con người ở ngoài đời. Để không mất thời gian, Thái Hoàng xin tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón nữ ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh gửi lời chào yêu thương đến tất cả quý vị, các cô, các chú, tất cả quý vị khán giả thân yêu ngày hôm nay. Ngọc Anh cũng xin chúc cho những cái quỹ mà đêm nay chúng ta sẽ có được một cái quỹ thật lớn để giúp
những hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta đang ngồi tại đây rất là nhiều. Thưa quý vị, bài hát đầu tiên Ngọc Anh xin gửi đến quý vị là một bài hát mà Ngọc Anh đã lần đầu tiên xuất hiện trên Paris by Night, mà bởi vì hôm nay cũng lần đầu tiên xuất hiện tại cái sân khấu này, tại thành phố này, cho nên Ngọc Anh xin gửi đến quý vị bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy được mang tên Giết Người Trong Một. Xin mời quý vị. Để trả thù